VN Youtuber xin chào quý vị và các bạn Các bạn thân mến, sau hơn 30 năm mở cửa cải cách Trung Quốc bây giờ là cường quốc kinh tế số 2 thế giới Theo đà tăng trưởng kinh tế, lực lượng quân sự của đất nước này cũng được đầu tư phát triển Trở thành cường quốc quân sự thứ ba thế giới Trong bản tin hôm nay, chúng ta thử cùng bàn luận xem Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc đặt ra những vấn đề gì cho đất nước Việt Nam chúng ta Các bạn thân mến, trước hết phải nói rằng trong một khu vực, khi đột nhiên có một nước tăng cường phát triển quân sự Thì tất cả các nước xung quanh đều bất an Huống chi Nước đó là Trung Quốc Thì các láng giềng lại càng phải coi chừng Bởi vì đất nước này từ cổ xưa đến nay Đã có lịch sử xâm chiếm lãnh thổ Đối với hầu hết các nước láng giềng Với riêng Việt Nam ta Sau hàng ngàn năm chiến tranh liên miên với Trung Quốc Sang đầu thế kỷ 21 Ta đã hoàn thành xong việc phân giới cắm mốc trên bộ với họ Và cũng đã hoàn thành việc phân giới trên vùng biển Vĩnh Bắc Bộ Tuy nhiên trong quan hệ hai nước vẫn còn một điểm tồn tại là vấn đề chủ quyền biển đảo trên Biển Đông. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Việt Nam tuyên bố có chứng cớ lịch sử không thể tranh cãi để khẳng định chủ quyền. Trung Quốc chẳng những đòi hỏi yêu sách chủ quyền với hai quần đảo này mà còn yêu sách đòi hỏi đến 80% diện tích Biển Đông qua bản đồ lễ bỏ vô căn cứ. Năm 1956, Trung Quốc đã đưa quân bí mật chiếm nửa quần đảo Hoàng Sa và đến năm 1974, họ lại dùng vũ lực đánh chiếm nốt toàn bộ quần đảo này. Sang năm 1988, Trung Quốc tiếp tục đưa quân xuống Trường Sa, âm mưu chiếm trọn quần đảo này, nhưng vì phía Việt Nam thực hiện nỗ lực chiến dịch chủ quyền, cho nên Trung Quốc không thực hiện được ý đồ nuốt trọn quần đảo, mà chỉ chiếm đóng được một số bãi ngầm và dạn san hô. Từ năm 1988 đến nay là gần 30 năm, Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ ý đồ độc chiếm Biển Đông và các quần đảo trên Biển Đông. Dựa vào thành tựu kinh tế, Trung Quốc đã tích cực đầu tư cho quân sự mà hướng ưu tiên là hải quân và không quân. Có trang bị nhiều hơn, hiện đại hơn. Mỗi năm Trung Quốc tổ chức vài cuộc tập trận lớn trên biển Đông. Có những khi địa điểm tập trận ở ngay trong vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa, gây căng thẳng cho Việt Nam. Đây là áp lực thứ nhất. Không chỉ phát triển hải quân, Trung Quốc còn đóng các tàu trọng tải hàng ngàn tấn cho lực lượng hải cảnh, hải giám. Nói là tàu hải cảnh hải giám, nhưng thực chất các tàu này không kém gì tàu chiến. Những tàu này được tung đi hoạt động khắp biển Đông để bảo kê cho ngư dân Trung Quốc nhảy vào vùng biển của các nước khác đánh bắt cá trộm. Khi gặp các tàu cảnh sát biển của nước khác đến thực thi pháp luật thì các tàu hải cảnh Trung Quốc can thiệp, ngăn chặn. Một nhiệm vụ khác của tàu hải cảnh hải giám Trung Quốc là được huy động đến những vùng biển trọng điểm mà Trung Quốc muốn để ngăn chặn ngư dân nước khác đánh bắt. Ví dụ như Trung Quốc thường duy trì nhiều tàu hải cảnh ở xung quanh quần đảo Hoàng Sa để ngăn cấm ngư dân Việt Nam ra đánh bắt ở ngư trường truyền thống của mình. Trong nhiều trường hợp, các tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã bị đâm chìm một cách thô bạo. Mục đích của việc làm này là Trung Quốc muốn đánh vào kinh tế, khiến ngư dân Việt Nam sợ hãi mà không dám ra vùng biển này đánh bắt nữa. Đảo đã bị Trung Quốc chiếm đóng, nếu nay ngư dân cũng không dám ra đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa, thì dần dần Việt Nam thật sự mất quần đảo Hoàng Sa. Hoạt động khiêu khích thứ ba của Trung Quốc đối với Việt Nam là đưa những tàu khảo sát tàu thăm dò, giàn khoan dầu vào những vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời cho tàu của họ ngăn cản phá rối hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Chỉ tính từ năm 2000 trở lại đây, Trung Quốc đã thực hiện nhiều vụ kiểu này. Tiêu biểu là vụ đưa giàn khoan và hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2014, và cắt cắt tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Về chi tiết các hoạt động này, nếu quý vị chưa biết, có thể tham khảo trong bản tin VN YouTuber số 91 nói về cuộc đối đầu Việt Trung trên Biển Đông từ năm 2000 đến 2015. Áp lực thứ tư đối với Việt Nam là việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo và bãi đá ngầm mà họ đã dùng vũ lực đánh chiếm được của Việt Nam ở cả Hoàng Sa và Trường Sa. Họ đã triển khai tên lửa phòng không và máy bay tiêm kích ra đảo Phú Lâm của Hoàng Sa, đã bồi lấp đảo nhân tạo để xây dựng đường băng quân cảng và căn cứ quân sự trên các bãi đá chiếm đóng trái phép ở Trường Sa trước mắt, các căn cứ quân sự này là mối uy hiếp đối với ngay chính các điểm nóng giữ của Việt Nam ở Trường Sa. Sau đó, nếu Trung Quốc hoàn thành được chương trình tàu sân bay và sở hữu tất các tàu sân bay có sức chiến đấu thực sự để đưa ra biển Đông hoạt động, thì tàu sân bay kết hợp với đảo nhân tạo có thể tạo ra những mối uy hiếp to lớn bao trùm toàn bộ phía Nam Biển Đông. Các áp lực nói trên khiến Việt Nam không những căng thẳng về tinh thần mà còn tốn kém tiền bạc để mua trang bị quân sự, để phòng thủ trong khi ngân sách Việt Nam hãy còn chưa dư dật gì. Nhưng đó chưa phải là hết. Sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc cũng là nguồn cơn khiến Mỹ đề ra và thực hiện chiến lược xoay trục bể châu Á Thái Bình Dương. Sự xuất hiện của các tàu chiến, tàu sân bay và quân nhân Mỹ trên vùng biển này ở một bình diện là tạo ra một nhân tố đối trọng lại với Trung Quốc. Nhưng ở một bình diện khác, nó cũng là nhân tố kích thích Trung Quốc gia tăng tốc độ quân sự hóa các đảo ở Trường Sa, đồng thời thái độ của Trung Quốc cũng trở nên hung hăng hơn. Quan trọng hơn nữa là sự gia tăng hiện diện của Mỹ ở biển Đông khiến quan hệ Mỹ Trung ngày càng căng thẳng hơn, tiềm ẩn nguy cơ một cuộc đối đầu giữa hai gã khổng lồ này. Một khi cuộc xung đột giữa hai nước Mỹ Trung nổ ra trên biển Đông, cả hai bên sẽ đều tìm cách lôi kéo đồng minh, khiến các nước nhỏ ở xung quanh biển Đông có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến tranh của hai gã khổng lồ. Trong trường hợp lạc quan nhất là chỉ có hai nước đánh nhau, không lôi kéo ai thì chiến tranh vẫn khiến ngư dân không dám đi đánh cá, đường vận tải thương mại qua biển Đông bị gián đoạn các nước xung quanh Biển Đông lại bị tai bay vạ gió không ít. Đó là chưa kể nhân chiến tranh, người ta có thể giả tên bay đạn lạc để bắn vào các căn cứ của một nước thứ ba để kích thích nước đó nhảy vào cuộc chiến. Ở Trường Sa, Việt Nam đóng giữ nhiều thực thể địa lý nhất với 21 điểm đảo và bãi đá ngầm. Khi Trung Quốc và Mỹ xảy ra xung đột ở vùng biển này, Mỹ và Trung Quốc đều có thể bắn vào các điểm đảo của Việt Nam rồi đổ lỗi cho đối phương để lôi kéo Việt Nam tham chiến. Hoặc xấu hơn thì Trung Quốc sẽ nhân chiến tranh mà phát động dùng vũ lực để đánh toàn bộ các đảo của Việt Nam và các nước khác đang đóng giữ để thực hiện giấc mơ độc chiếm hết các quần đảo trong biển Đông. Trong bất kỳ tình huống nào xung đột nếu xảy ra trên biển Đông, Việt Nam đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các bạn thân mến, qua những gì đã trình bày, chúng ta đang đối mặt với một chiến lược toàn diện của Trung Quốc mà mục đích cuối cùng của họ là độc chiếm toàn bộ biển Đông. Đây là một cuộc chiến cân não, đặc biệt chúng ta ở trong tư thế yếu kém hơn Trung Quốc thì chiến lược sách lược lại càng phải tỉnh táo, khôn khéo hơn. Đối phương lúc nào cũng chỉ muốn ta mắc vào mưu khiêu khích của chúng để có cớ làm tới. Câu hỏi đặt ra là không lẽ chúng ta cam chịu những áp lực này mãi hay sao? Có lẽ chẳng ai muốn mãi mãi chịu những điều như vậy. Nhưng để thoát khỏi tình trạng này, đâu phải thích là được, đâu phải ngày một, ngày hai. Tranh chấp lãnh thổ giữa các nước chưa bao giờ là điều dễ giải quyết. Khi một nước lớn đã ngoan cố, thì Tòa án Quốc tế, Liên Hợp Quốc cũng chẳng ăn nhầm gì. Chỉ có thực lực của chúng ta mới là yếu tố làm thay đổi quyết định của đối phương. Mà một đất nước có thực lực là khi đa số nhân dân có thực lực, không còn bị đói khát thiếu thốn. Bởi vậy, trách nhiệm xây dựng thực lực cho quốc gia là trách nhiệm của toàn dân chứ không phải trách nhiệm riêng của nhà nước. Khi nào số đông nhân dân ta từ bỏ tư tưởng lười làm, ham ăn nhậu và tư tưởng chạy vào cơ quan nhà nước để cho nó lành mà sẵn sàng tự khởi nghiệp hoặc tự tìm kiếm việc làm thì lúc đó có không cần ao ước đất nước vẫn mỗi ngày mỗi gia tăng được tiềm lực bản tin của tôi hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại